Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Vào ngày 23 tháng 6 mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận 40 token Dolphin. Thì bạn nào có làm dự án này thì các bạn vào làm theo hướng dẫn của mình để token phân phối nghe các bạn. Thì link mình có để phần link mô tả, thì các bạn cần phải join thêm là kênh Telegram group nữa nè. Các bạn xôn xào nè. Sau khi join xào các bạn lướt cấp trang nghe các bạn. 56 49 564941. Bạn gửi cho bot nha các bạn. 564941. Để nó có chính xác chưa các bạn. Rồi, mình đã join rồi. Rồi bạn bắt up lên các bạn. Tiếp tục các bạn follow thêm kênh tại Twitter nữa nè. Rồi, các bạn theo dõi dự án này nha các bạn. Các bạn like nó vài bài đi các bạn. Submit. À, rồi các bạn like nè, các bạn test like cái bài dự án này đi. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào cái link form nữa. Rồi, lần đầu tiên thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Cộng anh 1 2 3 4 5. Các bạn điền chính xác, tôi cần mới phong phối nha tất cả các bạn. Tiếp tục các bạn điền là username Twitter của tất cả các bạn nè. Cộng WinVNN9. Tiếp tục thì bạn gọi là địa chỉ GMV Samachan Bet20 trên dưới chocolate của tất cả các bạn. Bạn dán vô đây nha các bạn. Thì cái địa chỉ này trước kia bạn khai báo trên bot địa chỉ nào thì bạn dán là địa chỉ đó các bạn. Xong xuôi bạn bấm gỡ nữa. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn rút con token Dolphin nên em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.